Chiến dịch thời bình, giữa hòa bình dân ta làm chiến dịch, chẳng khói bom, chẳng đạn lạc, tên bay, xe cứu thương là xe tăng chống địch, mỗi một người là chiến sĩ hôm nay. Không vác súng, không cần ra tiền tuyến, chiến trường dưới chân, chẳng gọi người đi, ngay trong nhà, ta đã vào cuộc chiến, chiến dịch mang tên, chống SARS-CoV. Xưa chống giặc thì thanh niên cầm súng, dẫu gian nan vẫn giữ chắc chiến hào, nay chống dịch cũng quyết không nao núng, vì chính ta và tất cả đồng bào.